Em xin chào cả nhà, hôm nay là phiên bán hàng của kênh Lan Rừng Tuyết Kha ngày 18 tháng 4 năm 2024 tại thành phố Cao Bằng ạ. Số điện thoại để mọi người liên hệ mua lan bên em là 0914996482 nhé. Hôm nay thì tranh thủ ngày nghỉ, với cả em cũng vừa về thêm ít hàng thì em quay video lên sóng để chia sẻ các cái loại lan mà em có bán với mọi người đấy ạ. Đây, đầu tiên là hoàng thảo đùi gà. Đây là dòng đùi gà tròn của Cao Bằng các bác nhé. Mặt hoa nó đậm nhạt thì cũng tùy cây. Đây, ví dụ như cây này thì nó nhạt thôi, nó chỉ có tím mấy cái đầu cánh. Còn đằng bên này thì sẽ đậm hơn. Đấy, có một số bông thì là nó đang nụ, nó chuẩn bị nở. Đây này, như bông này tới này nở sẽ khá là tím này. Đấy. Đây. Bông này thì lại nhạt này, nó cũng tùy bông tùy cây mọi người nhá. Hoa thì rất là thơm, hương thì rất là thơm. Cái dòng đùi gà này thì em bán giá là 180.000 1 kg. Đây, như cái giò này thì lại màu nó cũng khá là nhạt. Cái này có thể gọi là sơ mi được rồi đấy. Nó chỉ dính một tí tím tím ở đầu cánh thôi. 180.000 1 kg ạ. Đấy, đùi gà. Tiếp theo đằng bên này em có kiều mỡ gà. Kiều bây giờ thì cũng đang chuẩn bị vào mùa hoa các bác ạ. Đây, các cái nụ đây. Đó, nụ kiều đây. Kiều thì em cũng bán bằng giá với đùi gà nhé, là 180.000 1 kg. Còn ở đằng bên này sẽ là địa lan Mạc Xuân ạ. Em bán giá là 80.000 1 kg Mạc Xuân. Cái lô này thì cây đa số là cây trưởng thành rồi. Đấy. Về các bác trồng năm sau được ngắm hoa. Còn ở đây sẽ là vũ nữ hồng lâu mộng, 40.000 một cốc. Cái vũ nữ này rất là dễ thuần và hoa cực kỳ thơm luôn cả nhà ấy. Hoa cực thơm và cực bền nhá. 40.000 một cốc ạ. Đây, về dòng lan hài thì hôm nay em có hài Henry này, 15.000 một lạng, một ký là 100.000. Hài đuôi công 40.000 một lạng. Hài đuôi công thì nếu như các bác lấy cả ký thì giá sẽ rẻ hơn nhiều nhá. Đấy. Em bán lẻ thì sẽ là 40.000 một lạng. Mọi người nếu mà lấy vào vườn thì lấy cả cân trở lên thì em sẽ báo giá cả cân. Đấy. Còn đây là hài Coxy, 15.000 một lạng, 1 ký là 100.000. Em có một ít hạt đỉnh vàng trắng lẫn lộn. Đấy, còn một ít này thôi. 100.000 1 kg. Hôm nay thì có được một ít hài Jacky các bác ạ. Đấy, em chia thành 5 suất này. Mỗi suất này là 100.000 nhá. Mỗi suất là 100.000. Thì em để lẫn lộn cả cây cây to, cây nhỏ. Đấy, lẫn lộn đều nhau hết. Đó. Hài Jacky 100.000 một suất. Hài dâu xanh thì em bán giá là 10.000 một lạng, lấy cả ký là 90.000. Hài gấm 15.000 một lạng, cả ký là 100.000 ạ. Ở đây sẽ là hài Vân Bắc. Hài Vân Bắc thì em có mấy loại giá. Như cây to nhất này thì sẽ là 150.000 một cây này. Đấy, 150.000 một cây. Cây này cũng vậy, 150. Đấy. Cây này cũng 150. Ngoài ra thì em còn có cây 100.000. Đây, như cây này sẽ là giá 100.000 này. Đấy. Còn cây 70.000 nữa các bác nhé. Đây, cây này là 70.000 này. Đây. 70.000 cây này ạ. Đấy. Cây này 70. Đó, còn cây 100 và cây 150. Em có 3 size như vậy. Hài Vân Bắc. Còn ở đây em có một ít hài kim này. Hài kim thì em đang thanh lý giá là 50.000 hai lạng nhé. Còn đây là mau đi xanh. Mau đi xanh 200.000 một cốc. 200.000 một cốc mau đi xanh ạ. Hình như lúc này em chưa quay hài giáp cho mọi người đây. Hài giáp này thì cái rổ này là em vừa mới lấy cho khách nên là nó còn đang lộn xộn. Đấy,
Hải giáp thì em vẫn còn nhé. Đây em sẽ quay cái rổ hàng mới về đẹp hơn ở đằng này các bác ạ. Đấy, hải giáp, hải giáp cây rất là to đẹp luôn. Nói chung là cái lô này khá là ưng ý á. Đó, hiện tại thì nhà em hàng vẫn chưa có nhiều mọi người ạ, có từng ấy hàng thôi, em cũng vừa giới thiệu qua rồi đấy. Các bác xem có nhu cầu sưu tầm loại nào thì bảo em nhé, để em gửi nhé. Phí gửi hàng sẽ là 30.000, ship nhanh toàn quốc bên GNT ạ. Để cái lô đùi gà này hoa nó không đậm nhưng mà nó cũng sẽ đẹp theo cái kiểu không đậm các bác ạ. Cũng hay mà. Đây em thấy nó cũng khá là đẹp. Đấy, mắt đen, họng nhung. Cánh rất là dày. Cánh dày lắm. Nên là hoa nó được bền. Đây là đùi gà tròn thì hoa nó cánh dày và bền hơn. Còn đùi gà dẹt thì hoa nó mỏng, cánh nó mỏng và nó sẽ tàn nhanh hơn. Đây, em xin phép tạm dừng video đây nhé. Tất cả các mặt hàng em đã cập nhật ở trên video rồi. Và em xin được nhắc lại số điện thoại để mọi người liên hệ mua lan là 0914996482. Đến giờ này em vẫn còn chưa khỏe hẳn mọi người ạ. Vẫn còn ho. Đấy, vẫn còn ho một chút. Giọng vẫn còn khàn khàn, ồm ồm. Lô kiều này cũng đẹp, lá to lắm. Rồi là nhiều nụ. Thôi em xin phép tạm dừng đây nhé. Bye bye cả nhà.